ba la mật được phân tích như thế nào đối với câu hỏi có bao nhiêu pháp ba la mật câu trả lời ngắn gọn là có ba mươi pháp ba la mật đó là mười pháp ba la mật bậc thường mười pháp ba la mật bậc cao và mười pháp ba la mật bậc cao tột liên quan đến bố thí có bố thí ba la mật bậc thường bố thí ba la mật bậc cao và bố thí ba la mật bậc cao tột cũng thế đối với chính ba la mật còn lại như giới ba la mật xuất gia ba la mật vân vân mỗi ba la mật đều có ba loại khác nhau và do đó mười ba la mật ban đầu trở thành ba mươi ba la mật cả thể xả bỏ những vật bên ngoài như vợ con của cải và tài sản là bố thí ba la mật bậc thường. Xả bỏ tứ chi như chân tay vân vân của mình là bố thí ba la mật bậc cao. Xả bỏ mạng sống của mình là bố thí ba la mật bậc cao tột. Tương tự, giữ giới không vi phạm dù có ảnh hưởng đến những vật bên ngoài như vợ con của cải và tài sản là giới ba la mật bậc thường giữ giới không vi phạm dù có ảnh hưởng đến tứ chi như chân tay dân dân của mình là giới ba la mật bậc cao giữ giới và không vi phạm dù có ảnh hưởng đến mạng sống của mình là giới ba la mật bậc cao tột các đức sự luyến ái đợi giới những vật bên ngoài và xuất gia từ bỏ đời sống người gia chủ là xuất gia ba la mật bậc thường các đức sự luyến ái đối với tứ chi như chân tay dân dân của mình và xuất gia từ bỏ đời sống người gia chủ là xuất gia ba la mật bậc cao các đức sự luyến ái đối rơi mạng sống của mình và xuất gia từ bỏ đời sống người gia chủ là xuất gia ba la mật bậc cao tột bứng gốc sự luyến ái đối với những vật bên ngoài như vợ con vân vân và tài sản của mình và xác quyết một cách thận trọng những gì đem lại lợi ích và những gì không đem lại lợi ích cho các chúng sinh là trí tuệ ba la mật bậc thường bứng gốc sự luyến ái đối với tứ chi như chân tay vân vân của mình và xác quyết một cách thận trọng những gì đem lại lợi ích và những gì không đem lại lợi ích cho các chúng sinh là trí tuệ ba la mật bậc cao bứng gốc sự luyến ái đối với mạng sống của mình và xác quyết một cách thận trọng những gì đem lại lợi ích và những gì không đem lại lợi ích cho các chúng sinh là trí tuệ ba la mật bậc cao tột nỗ lực để hoàn thành và hoàn thành được các ba la mật bậc thường đã nói ở trước và các ba la mật bậc thường sẽ đề cập ở sau là tinh tấn ba la mật bậc thường nỗ lực để hoàn thành và hoàn thành được các ba la mật bậc cao đã nói ở trước và các ba la mật bậc cao sẽ đề cập ở sau là tinh tấn ba la mật bậc cao nỗ lực hoàn thành và hoàn thành được các ba la mật bậc cao thượng đã nói ở trước và các ba la mật bậc cao thượng sẽ đề cập ở sau là tinh tấn ba la mật bậc cao tột Nhẫn nại chịu đựng những thăng trầm có nguy cơ thiệt hại đến những vật bên ngoài của mình như vợ con, tài sản là nhẫn nại ba la mật bậc thường. Nhẫn nại chịu đựng những thăng trầm có nguy cơ thiệt hại đến tứ chi như chân tay dân dân của mình là nhẫn nại ba la mật bậc cao. Nhẫn nại chịu đựng những thăng trầm có nguy cơ thiệt hại đến sinh mạng của mình là nhẫn nại ba la mật bậc cao tột. Không bỏ rơi sự thật dù có ảnh hưởng đến những vật bên ngoài của mình là chân thật ba la mật bậc thường. Không bỏ rơi sự thật dù có ảnh hưởng đến tứ chi như chân tay dân dân của mình là chân thật ba la mật bậc cao không bỏ rơi sự thật dù có ảnh hưởng đến mạng sống của mình là chân thật ba la mật bậc cao tột. Kiên quyết không lay chuyển dù có tiêu hoại những vật bên ngoài của mình như vợ con, tài sản, dân dân vẫn giữ vững niềm tin rằng các ba la mật như bố thí, trì giới, dân dân chỉ có thể được hoàn thành với sự quyết định vững chắc là quyết định ba la mật bậc thường kiên quý không lay chuyển dù có tiêu hoại tứ chi như chân tay vân dân của mình là quyết định ba la mật bậc cao kiên quyết không lay chuyển dù có tiêu hoại mạng sống của mình là quyết định ba la mật bậc cao tột không từ bỏ lòng từ ái đối với các chúng sinh cho dù họ đã gây thiệt hại đến những vật bên ngoài của mình là tâm từ ba la mật bậc thường không từ bỏ lòng từ ái đối với các chúng sinh dù cho họ đã gây thiệt hại đến tứ chi như tay chân vân vân của mình là tâm từ ba la mật bậc cao không từ bỏ lòng từ ái đối với các chúng sinh dù họ đã gây thiệt hại đến mạng sống của mình là tâm từ ba la mật bậc cao tột Giữ thái độ bình thản đối với các chúng sinh và các hành nghiệp của họ, bất kể là họ đã giúp đỡ hay làm hại đến những vật bên ngoài của mình, là tâm xả ba la mật bậc thường. Giữ thái độ bình thản đối với các chúng sinh và các hành nghiệp của họ, bất kể là họ đã giúp đỡ hay làm hại đến tứ chi của mình, là tâm xả ba la mật bậc cao. Giữ thái độ bình thản đối với các chúng sinh và các hành nghiệp của họ, bất kể là họ đã giúp đỡ hay làm hại đến mạng sống của mình, là tâm xả Ba la mật bậc cao tột. Sự phân tích các Ba la mật cần được hiểu theo cách như thế. Những yếu tố để hoàn tất các Ba la mật là gì? Đối với câu hỏi những yếu tố để hoàn tất các ba la mật là gì? Câu trả lời là các yếu tố đó là một Tu tập bốn loại Phavana 2. Suy xét xem những gì đối nghịch với ba la mật để loại trừ chúng và 3. Hiến dân thân mạng cho Đức Phật Bốn phương tiện thiện xảo để hoàn tất các ba la mật là Sapa Safara Phavana tu tập và tích lũy tất cả những điều kiện cần thiết như sự hoàn thiện, xả ly, chặt ga, sở hành, chặt ri gia. Không bỏ sót bất kỳ pháp nào trong số đó với mục đích duy nhất, thành tựu nhất thiết trí, sắc Tu tập các pháp cung kính, nirantara, phavana. Tu tập sự không gián đoạn suốt các kiếp sống, chi ra kala, phavana tinh tấn tu tập trong một thời gian dài không chểnh mãn trước khi trở thành một vị phật vị bồ tát phải sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sở hữu cá nhân ngay cả trước khi có người hỏi xin xuất hiện tại cửa nhà mình với quyết định ta sẽ bố thí mạng sống cũng như của cải và tài sản ta có không do dự nếu có người đến hỏi xin chúng ta sẽ chỉ sử dụng những gì còn lại sau khi đã bố thí. Theo cách này thì Ngài đã quyết định trong tâm trước việc từ bỏ những tài sản nào Ngài có. Nhưng có bốn yếu tố gây trở ngại cho việc bố thí của Ngài. Một, không quen với việc bố thí trong quá khứ. Hai, không đủ số lượng vật thí trong tài sản của mình. 3. Những vật thí quá tốt để đem cho. 4. Lo tài sản của mình bị cạn kiệt. Trong bốn chướng ngại này, khi vị Bồ Tát có những vật để bố thí và người xin đã đến, nhưng tâm Bồ Tát lại không muốn bố thí, Ngài nhận ra, chắc chắn là trong quá khứ ta đã không quen với việc bố thí vì thế cho nên ước muốn bố thí giờ đây không khởi lên trong ta dù hoàn cảnh thuận lợi như thế này rồi ngài suy xét mặc dù ước muốn bố thí không khởi lên trong ta song ta sẽ tặng món quà này để làm quen với việc bố thí và tìm được niềm vui trong việc bố thí từ giờ trở đi ta sẽ bố thí một cách hào phóng Hà chẳng phải ta đã quyết định bố thí tất cả những tài sản của ta cho những người đến xin đó sau. Sau khi đã suy xét như thế, Ngài bố thí chúng một cách rộng rãi, quan hỷ. Trong lúc bố thí như vậy, Bồ Tát loại bỏ được chướng ngại thứ nhất, không quen với việc bố thí trong quá khứ. Khi không có đủ số lượng vật thí trong tài sản của mình, Bồ Tát suy xét, bởi vì ta đã không thực hành hạnh bố thí trong quá khứ, ta phải chịu thiếu hụt vật thí. Do đó, ta nên bố thí những gì ta có, dù những vật ấy chỉ ít ỏi hay hạ liệt, dù cho việc bố thí này có thể làm cho cuộc sống của ta khó khăn hơn. Với sự bố thí này, trong tương lai ta sẽ đạt đến đỉnh cao của bố thí Ba la mật. Sau khi đã suy xét như vậy, Ngài bố thí bất cứ thứ gì Ngài có được một cách rộng rãi, quan hỷ. Trong lúc bố thí như vậy, Bồ Tát loại bỏ được chướng ngại thứ hai, không đủ số lượng vật thí trong tài sản của mình. Khi không có khuynh hướng bố thí do tiếc chất lượng quá tốt của vật thí, Bồ Tát suy xét, Này con người hiền thiện kia, Hà chẳng phải ngươi đã phát nguyện đạt đến sự giác ngộ tối thượng cao quý nhất, đáng thắng phục nhất đó sao? Để thành tựu sự giác ngộ tối thượng cao quý nhất, đáng thắng phục nhất ấy, điều thích hợp duy nhất là ngươi phải thực hiện việc bố thí cao quý nhất, đáng thắng phục nhất vậy. Sau khi đã suy xét như vậy, Ngài bố thí giật tốt nhất, vừa lòng nhất một cách rộng rãi và quan hỷ. Trong lúc bố thí như thế, Bồ Tát loại trừ được chứa ngại thứ ba, những vật thí quá tốt để đem cho. Khi Bồ Tát thấy do bố thí mà bị cản kiệt những vật thí, ngày suy xét, bản chất của tài sản và của cải thế gian là phải chịu sự hoại diệt và mất mát. Chính bởi vì trong quá khứ, ta đã không thực hiện những thiện nghiệp bố thí không bao giờ cạn kiệt mà giờ đây ta phải bị thiếu hụt những vật thí vì thế ta sẽ bố thí bất cứ vật gì ta có được dù ít hay nhiều với sự bố thí này trong tương lai ta sẽ đạt đến đỉnh cao của bố thí ba la mật sau khi đã suy xét như vậy bồ tát bố thí bất cứ món gì ngài có một cách rộng rãi và quan hỷ trong lúc bố thí như thế, Bồ Tát loại trừ được chướng ngại thứ tư, lo tài sản của mình bị cạn kiệt. Loại trừ những chướng ngại đối với việc bố thí bằng cách suy xét chúng theo bất cứ cách nào thích hợp nhất, tạo thành một phương tiện thiện xảo để hoàn thành bố thí ba la mật. Đối với các ba la mật khác như trì giới, xuất gia, dân dân, cũng áp dụng phương pháp tương tự như vậy. Ngoài ra, Bồ Tát còn hiến dân thân mạng của mình cho Đức Phật ngay từ lúc đầu, tức phát nguyện Bồ Tát. Bằng cách nói, con xin hiến dân thân mạng này của con cho Đức Phật. Sự hiến dân thân mạng trước Đức Phật này là một phương tiện thiện xảo để hoàn thành tất cả các ba la mật. Thực vậy, vị Bồ Tát, người đã hiến dân thân mạng của mình cho Đức Phật, suy xét dù có xảy ra điều gì chăng nữa ta đã hiến dân thân mạng này cho đức phật vì trong lúc đang nỗ lực để hoàn thành các ba la mật qua những kiếp sống khác nhau có thể ngài sẽ gặp những rắc rối nguy hiểm đến thân thể và mạng sống của ngài hoặc có khi ngài phải gặp những tổn thương đau đớn khó chịu đựng do các chúng sinh gây tạo có thể tước đi mạng sống của ngài sự hiến dân này làm cho Ngài vững niềm tin. Sau khi đã suy xét như vậy, Bồ Tát giữ tâm hoàn toàn không lay động khi đương đầu với những rắc rối có thể làm tổn hại đến mạng sống của Ngài và quyết định tích lũy những thiện nghiệp công đức tạo thành các ba la mật. Theo cách này, hiến dân thân mạng trước Đức Phật là một phương tiện thiện xảo để hoàn thành các ba la mật. Thời gian đòi hỏi để hoàn thành các ba la mật là bao lâu? Đối với câu hỏi: Thời gian đòi hỏi để hoàn tất các ba la mật là bao lâu? Câu trả lời là: Thời gian tối thiểu để hoàn tất các ba la mật là 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thời gian trung bình 8 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp và thời gian tối đa 16a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Sau khi nhận được lời thọ ký xác định sẽ thành Phật. Chỉ sau khi hoàn thành các ba la mật trong khoảng thời gian như vậy, một vị Bồ Tát mới có thể thành Phật. Sở dĩ có ba giai đoạn thời gian khác nhau là vì có ba loại Bồ Tát, đó là Bồ Tát hạnh trí tuệ bannya tika bồ tát hạnh đức tin svatra và bồ tát hạnh tinh tấn viriya tika một vị bồ tát hạnh trí tuệ phải mất 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp một vị bồ tát hạnh đức tin phải mất 8 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp và một vị Bồ Tát hạnh tinh tấn phải mất 16 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp để hoàn thành viên mãn các ba la mật. Đối với câu hỏi, tất cả các vị đều là Bồ Tát, tại sao lại có ba giai đoạn thời gian khác nhau để hoàn thành các ba la mật như vậy? Câu trả lời là, một vị Bồ Tát hạnh trí tuệ yếu về đức tin nhưng mạnh về trí tuệ một vị Bồ Tát hạnh đức tin mạnh về đức tin nhưng trí tuệ lại trung bình. Một vị Bồ Tát hạnh tin tấn trí tuệ yếu. Chính nhờ sức mạnh của trí tuệ mà một người đắc toàn giác. Khi trí tuệ mạnh, việc chứng đắc sẽ nhanh hơn, khi trí tuệ yếu, việc chứng đắc đương nhiên phải chậm hơn. Chính sự khác biệt về mức độ sức mạnh của trí tuệ này đã giải thích sự khác nhau về thời gian đòi hỏi để hoàn thành các ba la mật vậy ba loại bồ tát ngay cả vào lúc nhận được lời thọ ký xác định như trong trường hợp của đạo sĩ sumetra chư vị bồ tát cũng có ba loại một lượt khai trí giả bồ tát unga titanu buddhisattva hai quảng khai trí giả bồ tát vinban putti satta và ba ứng dẫn bồ tát nidya satta trong ba loại này các vị bồ tát lượt khai trí giả là những vị mà nếu họ ước nguyện thành tựu thinh gian giác tức sự giác ngộ của một vị đệ tử ngay trong kiếp họ nhận được lời thọ ký xác định ý. Họ có phước hỗ trợ đặc biệt để đắc A-la-hán thánh quả cùng với tứ tuệ phân tích và lục thông ngay cả trước khi Đức Phật chấm dứt dòng kệ thứ ba của một bài kệ tứ cũ. Loại Bồ Tát lừa khai trí giả Unga Titanyu Buddhisatta này cũng được gọi là Bồ Tát hạnh trí tuệ Banya Dika Buddhisatta trong ba loại Bồ Tát Trí tuệ của Bồ Tát loại này là mạnh nhất Các vị Bồ Tát quảng khai trí giả Là những vị mà nếu họ ước nguyện thành tựu thinh gian giác Ngay trong kiếp họ nhận được lời thọ ký xác định ý Họ có phước hỗ trợ đặc biệt để đắc A-la-hán thánh quả Cùng với tứ tuệ phân tích và lục thông Ngay cả trước khi Đức Phật chấm dứt dòng kệ thứ tư của một bài kệ tứ cú. Loại Bồ Tát quảng khai trí giả này cũng còn được gọi là Bồ Tát hạnh đức tin, Sada Dika Vuti Trong ba loại Bồ Tát, trí tuệ của loại Bồ Tát này ở mức trung bình. Các vị Bồ Tát ứng dẫn là những vị mà nếu họ ước nguyện thành tựu thinh văn giác ngay trong kiếp họ nhận được lời thọ ký xác định ý họ có phước hỗ trợ đặc biệt để đắc a la hán thánh quả cùng với tứ tuệ phân tích và lục thông vào cuối bài kệ bốn câu do đức phật thuyết loại ứng dẫn bồ tát này cũng còn được gọi là bồ tát hạnh tinh tấn virija dika satta trong ba loại bồ tát trí tuệ của loại bồ tát này là yếu nhất mặc dù cả ba loại bồ tát trên đều đã quyết định trong tâm để đạt đến phật quả trong vô lượng kiếp trước khi nhận được lời thọ ký xác định tuy nhiên sau khi nhận được lời thọ ký xác định các vị phải hoàn thành các ba la mật như đã đề cập ở trên và đạt đến giác ngộ theo thời hạn đòi hỏi đã nói không thể chứng phật quả sớm hơn đối với các giống lúa gạo việc đơm bông ra hạt và chín chỉ sau một khoảng thời gian nào đó ngay cả nếu được chăm sóc tốt nhất như tưới tiêu bón phân vân vân cũng sẽ không mang lại một vụ mùa sớm hơn thời hạn đơm bông ra hạt và chín tự nhiên được tương tự như thế tất cả chư bồ tát dù thuộc loại nào cũng không thể đạt đến phật quả trước thời gian ấn định cho việc hoàn thành các ba la mật cho dù hàng ngày họ có phấn đấu với sức tinh tấn nhiều hơn để hoàn thành các pháp như ba la mật sự hy sinh hay xả ly và thiện hạnh bởi vì trí tuệ của họ vẫn chưa đạt đến sự chín mùi và sự tích lũy các yếu tố để đắc thành một vị phật vẫn chưa hoàn tất vậy do đó cần phải hiểu rõ rằng các ba la mật chỉ được hoàn thành hợp theo những giai đoạn thời gian đã đề cập ở trên mà thôi. Những lợi ích có được từ các ba la mật này là gì? Đối với câu hỏi những lợi ích có được từ các ba la mật là gì? Câu trả lời ở đây là những lợi ích có được từ các ba la mật là không bao giờ tái sanh trong 18 loại kiếp sống sau. Một, kiếp sống của người mù bẩm sinh Hai, Kiếp sống của người điếc bẩm sinh. 3. Kiếp sống của người điên. 4. Kiếp sống của người câm. 5. Kiếp sống của người què. 6. Kiếp sống của người mang rợ. 7. sanh trong bào thai của một người nữ nô lệ. 8. Kiếp sống của người có tà kiến cố định, tức chấp đoạn, không tin nghiệp và quả của nghiệp. 9 kiếp sống của người thay đổi giới tính, tức nam biến thành nữ hoặc ngược lại. 10. Kiếp sống của người phạm ngũ nghiệp đại tội. 11. Kiếp sống của người cùi. 12. Kiếp sống của một con vật nhỏ hơn con chim cút. 13. Kiếp sống của ngã quỷ. Kupi Bashika ngã quỷ Nijraha Matanika và Atula Kala Kanchika 14. Sanh trong địa ngục A Tỳ và địa ngục Lokantarika 15. Kiếp sống của Mara trong cõi trời dục giới 16. Sanh trong cõi Phạm Thiên Vô Tưởng và các cõi tịnh cư thiên 17. Sanh trong cõi Phạm Thiên Vô Sắc 18. Sanh trong một hệ thống thế gian khác lại nữa những điều sau đây cũng là những lợi ích xuất phát từ các ba la mật từ lúc phát nguyện thành phật vị bồ tát ước mong cho sự an vui và hạnh phúc của các chúng sinh và do đó trở thành người cha của họ ngài có những đức đặc biệt ngài xứng đáng được cúng dường xứng đáng được tôn kính Ngài giống như thửa ruộng phì nhiêu cho chúng sinh gieo trồng những hạt giống phước. Ngài được chư thiên và loài người yêu mến. Lòng Ngài tràn đầy từ ái và bi mẫn. Ngài không bị hại bởi các loài thú dữ như cọp, beo, sư tử, dân dân. Chỗ nào Ngài sanh ra, Ngài là người có phước báo phi thường, vượt qua những người khác về dung sắc, danh tiếng, hạnh phúc, sức mạnh và quyền uy. Ngài không bệnh hoạn Ngài có tính tấn, niệm, định và tuệ trong sạch Ngài có ít phiền não, dễ giáo hóa Ngài có đức nhẫn nại, vui thích trong các việc thiện Không bao giờ tỏ ra tức giận, ác ý hay chê bai Ngài cũng không có tâm ganh đua, ganh ghét, ganh tị, xảo quyệt và đạo đức giả Ngài không kiêu căng, ngạo mạn. Ngài an tịnh và chú tâm vào các điều thiện, kham nhẫn chịu đựng những sự hành hạ của người khác, không gây khổ đau cho họ. Ngài sống ở đâu, dù đó là đô thị, làng mạc hay thôn xóm, nơi ấy thoát khỏi những hiểm nguy và tai họa. Khi do những hoàn cảnh không may, Ngài sanh trong những cõi khổ như đột khởi địa ngục, Ushadani Raja. Khác với những tội nhân ở đó, Ngài không bị đau khổ bởi sự hành hạ ở đó, mà thậm chí còn phát triển ý thức kinh cảm hơn nữa. Thêm nữa, sự viên mãn về thọ mạng, Ayu Sampada, sự viên mãn về dung sắc, Ruba Sampada, sự viên mãn về gia tộc, Kula Sampada, sự viên mãn về uy quyền, Isariya Sampada, sự có thể chấp nhận được về lời nói, sự vĩ đại của sức mạnh cũng là những lợi ích của các ba la mật. Viên mãn về thọ mạng là kiếp nào ngày sinh ra, ngày cũng được trường thọ. Với sự viên mãn về thọ mạng này, bất kỳ việc thiện nào Bồ Tát đã khởi sự làm, ngày đều làm hoàn tất và tích tạo được phước lớn hơn. Viên mãn về dung sắc là sự đẹp đẽ của sắc thân. Với sự viên mãn này, Bồ Tát truyền cảm hứng cho những người biết ngưỡng mộ và quan trọng vẻ đẹp của sắc thân để họ có niềm tin và sự quý trọng nơi Ngài. Viên mãn về gia tộc là thọ sinh trong một gia đình thuộc từng lớp thượng lưu. Với sự viên mãn về gia tộc này, ngay cả những người say xưa với sự phù phiếm về sanh trưởng của họ cũng phải đi đến Ngài. Nhờ vậy, Ngài có thể giáo hóa để họ xóa tan lòng tự hào ấy đi viên mãn về uy quyền là sự to lớn về của cải quyền lực và về tùy tùng nhờ sự viên mãn này bồ tát có thể ban tặng những lợi ích đến những người đáng được ban tặng và ngăn chặn một cách chính đáng những người cần phải được ngăn chặn sự có thể chấp nhận được về lời nói ở đây có nghĩa rằng ngài là người mà lời nói ra rất có uy tín và đáng tin cậy với sự viên mãn này bồ tát được mọi người nương tựa giống như một cán cân công lý một mẫu mực của sự vô tư mà thẩm quyền của ngài không thể bị xem thường sự to lớn về quyền lực là tầm cỡ quan trọng của quyền lực với sự viên mãn này không ai có thể đánh bại ngài trong khi Ngài thắng phục được họ một cách dễ dàng và chính đáng. Như vậy, tất cả những sự viên mãn về thọ mạng dung sắc dân dân này là những lợi ích xuất phát từ các ba la mật. Những viên mãn này tự thân chúng còn được xem là các nhân tố giúp cho sự tăng trưởng về những điều kiện cần thiết của phước báo và là những phương tiện nhờ đó các chúng sinh chưa bước sẽ bước vào ba cổ xe giác ngộ và những người đã bước vào đạt đến sự thành mãn. Đây là những lợi ích có được từ các ba la mật. Gì là quả của ba la mật? Đối với câu hỏi gì là quả của ba la mật? Câu trả lời vắn tắt là quả của ba la mật là những thuộc tính của Phật, nhiều không thể kể hết dẫn đầu bằng a la hán thánh đạo và toàn giác trí vốn là sự giác ngộ tối thượng hay nói cách khác sự chứng đắc viên mãn phật quả là quả của các ba la mật tỉ mỉ hơn quả của ba la mật là sự có được sắc thân trang hoàng với nhiều thuộc tính như ba mươi hai đại nhân tướng tám mươi vẻ đẹp phụ hào quang phát ra từ thân xa đến 18 cubits. 1 cubit bằng 0,46m. Ngay cả trong bốn điều kiện hoàn toàn tối tăm, đó là lúc nửa đêm, lúc trăng non, giữa rừng già và dưới bầu trời đầy mây không có ánh sáng. Những hoạch đắc của pháp thân được tìm thấy trên thân vật lý và được tô điểm với những thuộc tính như 10 lực, 4 vô sở úy Katu Vesara sáu bất cộng trí cha Asa Dara Nanyana, và 18 đức đặc thù của một vị Phật Avinika Trama đặc thù pháp. Hơn nữa, theo bài kệ được các nhà chú dạy trích dẫn sau đây, nếu một vị Phật nói lời tán dương một vị Phật, không nói gì khác. Suốt thời gian một kiếp thì một kiếp chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Nhưng lời tán dương Như Lai vẫn chưa hết. Như vậy, tất cả những thuộc tính của một vị Phật là quả của các Ba La Mật mà Ngài đã tạo. Đến đây, để khơi dậy lòng tín thành của quý vị và để tỏ lòng cảm kích muôn vàng những ân đức vô giá của Phật tôi sẽ kết thúc bài giảng của tôi bằng cách phỏng lại ba bài kệ vô cùng ý nghĩa do đạo sĩ su người sau này trở thành tôn giả xá lợi phất Sariputta, ngâm để bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với đức phật ano madashi saka samudi udakam bamitum ahakena và na. tveva tava sapanyu nha nam, sắc ta Nước trong đại dương còn có thể đo, Phật trí thâm sâu không ai lường được. Nước trong đại dương mênh mông kia người ta còn có thể dùng một hình thức đo lường chất lỏng nào đó để đo được, nhưng bạch đấng chánh biến tri không ai có thể dò được trí tuệ thâm sâu của đức thế tôn dù đó là chư thiên hay con người daretum bathavim saka tapetva tulama dale na tviva sapanyu nyanam saka daretavim Đất lớn địa cầu còn có thể đo Phật trí thâm sâu không ai lường được Tổng khối đất của địa cầu này Bằng mấy cân người ta có thể đo lường được Nhưng bạch đấng chánh biến tri Không ai có thể dò được trí tuệ thâm sâu của Đức Thế Tôn Dù đó là chư thiên hay con người Akashu Minitum Saka Rajuja Angulena Va Na Tveva Tava Sapanyu Nha Nam Saka Bami tave. Hư không rộng lớn còn có thể đo Phật trí thâm sâu không ai lường được Hư không rộng lớn này bằng thước dây người ta có thể đo được nhưng bạch đấng chánh biến tri không ai có thể dò được trí tuệ thâm sâu của đức thế tôn dù đó là chư thiên hay con người tôi sẽ chấm dứt bài giảng của tôi ở đây cầu mong ước nguyện của những người nguyện thành phật sẽ được thành tựu cầu mong ước nguyện của những người nguyện giải thoát khỏi dòng tử sanh luân hồi sớm được thành tựu cầu mong tất cả chúng sinh được an vui và hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc